Theo thông báo của Tổng thống Philippines rằng muốn cắt bỏ mọi mối quan hệ ngoại giao với Mỹ, thì mới đây phía Mỹ đã yêu cầu Philippines giải thích rõ về quyết định này. Trong một tuyên bố mới đây, Tổng thống Philippines ông Rodrigo Duterte tuyên bố sẽ dừng mọi mối quan hệ cả về kinh tế lẫn quân sự với Mỹ. Trước bối cảnh đó, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ ông John Kirby cho biết sẽ yêu cầu Tổng thống Philippines giải thích rõ về tuyên bố này. Ông Kirby cho rằng quyết định của Tổng thống Philippines là không thể hiểu được, nhất là khi mối quan hệ của Mỹ và người Philippines rất khăng khít. Chúng tôi đang tìm kiếm sự giải thích phù hợp nhất, xem liệu rằng Tổng thống Philippines có ý gì khi nói về sự chia cắt. Chúng tôi vẫn sẽ duy trì hiệp ước phòng thủ chung giữa hai nước và mong muốn được tiếp tục nhìn thấy mối quan hệ đồng minh 70 năm giữa Philippines và Mỹ trở nên sâu sắc và tốt đẹp hơn. Tuyên bố cắt bỏ mọi mối quan hệ với Mỹ được Tổng thống Philippines đưa ra tại Bắc Kinh. Theo đó, nước này sẽ hướng mối quan hệ hợp tác vào Trung Quốc.